ở cái thang đo vol và những thang khác ha. Khi chúng ta không đo thì đồng hồ sẽ nhảy con số 0. Vậy tại sao ở thang đo điện trở khi chúng ta không đo thì đồng hồ nó lại nhảy con ký hiệu này? Nó không phải số 1 và nó cũng chẳng phải con số 0. Ở thang đo điện trở và thang đo thông mạch thì nó lại nhảy như vậy. Lý do là tại sao? Hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn ha. Nhiều bạn dùng đồng hồ tới thời điểm này vẫn không biết tại sao không nhảy số 0 mà nó lại nhảy số ký hiệu này. Thì đầu tiên mình giải thích đây là ký hiệu này tương ứng với vô cực các bạn nha. Vô cực ha. Rồi, vậy thì khi nào đồng hồ ở thang điện trở nó nhảy con số 0? Khi chúng ta chập keo lại và không có gì hết thì nhảy con số 0, và ở đây là không ôm. Có nghĩa là có điện trở nhưng mà là không có ôm. Là điện trở giá trị là không ôm ha. Có điện trở và điện trở giá trị là không ôm. Còn khi chúng ta không có hai cái thông số với nhau thì sẽ không lên con số và nhảy ký hiệu này, thì gọi là ký hiệu là vô cực, nghĩa là hai que đo này không có sự tiếp xúc với nhau. Đó, thì cũng đơn giản đúng không? Khi ta có ở thang điện trở đặc biệt á, nếu có nhảy số á thì là ký hiệu đó, thì con số đó là số ôm đúng không? Còn chúng ta không có nhảy số gì hết thì chứng tỏ là hai cái que này không có tiếp xúc với nhau. Ví dụ ở thang vol thì chúng ta không đo thì nó hiện là không, nghĩa là không vol ha. Còn ở thang điện trở khi chúng ta không đo nó hiện ký hiệu là vô cực. Còn khi chúng ta dập qua lại á thì nó ra cái ra là không ôm, là hai cái này có liên hệ hệ với nhau, hai que này có tiếp xúc với nhau và số điện trở nó là không ôm ha. Ok ha. Có thể là gì là nhiều bạn đã hiểu rồi đó, là khi chúng ta không đo gì hết thì ra ký hiệu này là vô cực, nghĩa là không có tiếp xúc với nhau. Còn khi nó hiện con số 0 là khi đó là không ôm, là có điện trở và điện trở là không ôm, tương ứng với cầu chì là không ôm ha. Cũng giống giống vậy ha. Rồi ở thang thông mạch cũng vậy nha. Thật ra thang thông mạch cũng là thang điện trở mà thôi ha, thông mạch cũng là điện trở, và điện trở dưới 30 ohm thì được xem là thông mạch và nó sẽ kêu chuông. Ok chưa? Nghĩa là hai cái que tiếp xúc với nhau, có nghĩa là hai que tiếp xúc với nhau và không có sự cản trở dòng điện dưới 30 ohm thì được xem là thông mạch. Ok, video mình có mong là sẽ giải đáp được các thắc mắc của các bạn nha. Rồi chào các bạn.